trước mình á. Đẹp không? Mình đang đi trong cái đài nước. Sau lưng đây là sau lưng cái đài, có trước mặt cái đài nước thì có công viên quảng trường Võ Nguyên Giáp. Quảng trường Võ Nguyên Giáp lớn lắm. Thấy không? Đứng lại đây này. Đẹp gì đâu làm ướt nhẹp mình mẩy hết trơn à. Cái gì ở đây mai ra chơi nữa. Mai chạy nè. Thấy ghê rồi, chơi không? Nhìn nè. Nó chơi là mình mẩy ướt nhẹp. Ướt nhẹp hết trơn. Nó nhúng nước vô á. Đúng rồi đó. Ra đụng là để về lạnh á. Nhìn thấy ghê không? Rồi đi về con. Rồi đứng chụp hình bye bye đi. Chưa ướt nhẹp mình mẩy hết trơn rồi. Bye nè, kết thúc mai ra chơi tiếp nữa. Bye bye. Nè bye bye nè. Anh này ảnh đã ướt hết trơn rồi. Để quay lại ướt nhẹp á, đơn lẻ về thay đồ con để lạnh đi đường này nè. Mai ra chơi tiếp nữa.